Với một rổ kiến thức và niềm đam mê về ẩm thực, cô nàng kết đảm nhận vai trò bếp trưởng tại một nhà hàng nổi tiếng ở địa phương. Tuy nhiên trên đời này làm gì có ai hoàn hảo và nữ chính cũng không phải ngoại lệ. Điểm yếu duy nhất của cô đó là quá quy củ và cứng nhắc trong cách làm việc. Một ngày nọ, thảm họa ập đến với gia đình Kết, đã vậy còn gặp phải một gã thiên tài ẩm thực mới vào làm. Trái ngược với phong cách làm việc nghiêm chỉnh của nữ bếp chính thì anh ta lại cực vui vẻ hòa đồng. Điều này khiến cho cô càng đau đầu hơn nữa. Làm thế nào mà Kết có thể vượt qua mất mát đau thương mà vẫn giữ được công việc đang bị gã lạ mặt làm rối tung cả lên? Kết là đầu bếp trưởng của một nhà hàng sang trọng và là một người rất cầu toàn. Mọi thứ cấp dưới làm luôn phải chỉn chu và không được phép mắc sai lầm. Một tối nọ khi cô vừa tiễn những vị khách quen của mình về, bỗng có một người đàn ông cứ khăng khăng rằng thức ăn của vợ anh vẫn chưa được nấu chín. Với tính cách cứng nhắc của mình, cô lại đọc thuộc công thức từ sách dạy nấu ăn rằng món này đã được nướng trong lò với nhiệt độ đúng 140 độ C, 80 độ ở nhiệt độ nước trong đúng 25 phút không lố một khắc. Thế là cặp vợ chồng bỏ đi ăn chỗ khác và nữ chính cũng không ngại gợi ý món hot dog rẻ tiền ở quán đối diện. Bất cần và giỏi giang là thế nhưng cuộc sống riêng của Kết lại không hoàn hảo như người ta nghĩ khi tan ca làm nữ đầu bếp đi về một mình trong đêm tối lạnh giá. Về đến nhà cũng không có ai, còn hộp thư thì cũng trống trơn. Hơn thế nữa, cô phải thức dậy vào lúc 4 giờ rưỡi sáng để đến chợ đầu mối mua nguyên liệu tươi ngon cho nhà hàng. Khi trở về nhà nấu bữa sáng thì chị gái cô gọi tới báo rằng cô và con gái đang trên đường tới nhà Kết chơi. Sau đó nữ chính lên đồ đi làm thế nhưng khi xuống tới cầu thang thì gặp anh hàng xóm gạ đen tối cùng. Đây không phải lần đầu anh làm thế dù đã bị nữ đầu bếp từ chối 7-7-49 lần vẫn chưa dừng lại. Tại nhà hàng Kết vừa cho ra hai đĩa tôm hùm hảo hạng nhưng cô tiếp thực bưng món không thèm nhìn đường nên tông vào anh phụ bếp. Cứ thế làm hai con tôm rơi xuống đất và thế là nữ chính phải làm lại từ đầu. Trong lúc đang bận bịu thì có điện thoại gọi tới. Đầu dây bên kia là bác sĩ báo tin người chị ruột của nữ chính đã gặp tai nạn giao thông qua đời, còn cháu gái của cô là dâu thì vẫn bình an vô sự. Tuy nhiên vì cú sốc tinh thần quá lớn nên cô bé dần trở nên bất kham và luôn tỏ ra chống đối Kết dù cô chẳng làm gì sai cả. Với cương vị là bếp trưởng lâu năm đầy cứng nhắc, Kết không có nhiều thời gian để khóc thương cho chị gái mà phải nén đau vào trong để tiếp tục điều hành bếp ăn. Ngày hôm sau, nữ chính đem gương mặt buồn bã đến chỗ làm khiến không khí ở đó trầm xuống hẳn. Bà chủ nhà hàng thấy thế liền bước tới an ủi, còn bảo bếp trưởng nên nghỉ thêm vài ngày và tất nhiên lời đề nghị đó bị cô từ chối. Tuy vẻ ngoài Kết vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra, nhưng đến giờ nghỉ là cô lại lấy lá thư cuối cùng của chị gái ra đọc và khóc. Cuối cùng cô đã quyết định xin nghỉ phép một tuần để đến bệnh viện chăm sóc cháu gái dâu. Ngày hôm sau cô bé được phép xuất viện nên Kết đưa cháu gái về căn hộ của mình sống để tiện bề chăm sóc. Dù là ngày nghỉ nhưng nữ đầu bếp cũng không được ngơi tay. Cô vừa phải chuyển đồ của dâu từ nhà chị gái đến chỗ mình ở và dắt cháu đi thăm mộ mẹ. Khi tới bữa ăn tối, cô bé cảm thấy không muốn ăn món của dì mình nấu dù Kết là bếp trưởng của nhà hàng nổi tiếng trong khu. Sau khi kỳ nghỉ phép kết thúc, bếp trưởng quay trở lại nhà hàng thì thấy anh phụ bếp mới được tuyển vào tên là Nick. Anh chàng này cũng là một thiên tài ẩm thực và rất thích nghe nhạc opera trong lúc làm việc. Hơn nữa, Nick cũng thích khuấy động không khí trong bếp cho mọi người đỡ áp lực nên bà chủ và các đồng nghiệp đều rất có cảm tình với anh. Tuy nhiên điều này đã đi ngược lại với sự nghiêm chỉnh trong phong cách làm việc của Kết. Thế là một cuộc cãi vã đã nổ ra giữa chủ nhà hàng với bếp chính vì cô yêu cầu bếp phụ phải do chính mình chọn lựa. Trong khi mặt của nữ chính căng hơn dây đàn thì Nick vẫn niềm nở đến mức quên cả món ăn đang cháy khét trên bếp. Khi trở về căn hộ ấm cúng, Kết bắt gặp dâu ngủ quên trong lúc xem lại album ảnh chụp chung với mẹ. Sáng hôm sau, nữ đầu bếp ngủ quên và suýt làm trễ giờ đến trường của dâu. Lần đầu chăm sóc trẻ nhỏ khiến đầu óc của một người phép tắc như nữ chính cũng phải rối tung cả lên. Dù trễ học nhưng dâu vẫn bắt dì của mình tìm cho ra cái khăn choàng yêu thích thì mới chịu ra khỏi nhà. Đang gấp thì cha nội hàng xóm lại đến xin cà phê rồi tán tỉnh. Trong lúc Kết đi lấy đồ thì anh hói tranh thủ làm quen với dâu nhưng cô bé không thèm hé nửa lời vì mẹ đã dặn không được nói chuyện với người lạ. Kết cảm thấy mình vẫn còn xa cách với cháu gái quá và hơn nữa cô nấu món gì cô bé cũng không chịu ăn. Thế là bác sĩ tâm lý của nữ chính mách cho cô một mẹo, hãy làm mọi thứ đơn giản như cách mà tuổi thơ cô ở bên mẹ mình, chứ đừng quá cầu kỳ theo tiêu chuẩn nhà hàng 3 sao. Cùng lúc đó Kết cũng thuê một cô trông trẻ để bầu bạn cùng dâu, nhưng cô gái này trông không khác gì dân nghiện với phong cách huyền bí kèm khuyên mũi không khác gì ngưu ma vương. Chưa hết, thay vì đem truyện tranh, đồ hàng hay búp bê đến để chơi với dâu thì nữ quái lại đem luận án tốt nghiệp về biến chủng Ebola chết người bên mình. Kết thấy thế liền đuổi gấp, chứ để dâu bên cạnh người này thì tầm vài ngày là cô bé trầm cảm mất. Nữ đầu bếp quay lại nhà hàng, việc đầu tiên cô làm là tắt máy phát nhạc của Nick. Hôm nay anh chàng này trổ tài nấu ăn cho các đồng nghiệp nhưng Kết chả thèm nếm dù chỉ một muỗng. Anh phụ bếp thấy thế liền sắp lại và năn nỉ cô thử món mì ý của mình. Nữ chính ăn một miếng lấy lệ để Nick đừng làm phiền mình nữa rồi bỏ đi trong lúc mọi người đang vui vẻ. Tối nay nhà hàng của họ sẽ đón tiếp một lượt khách VIP đã đặt bàn từ trước. Thực đơn hôm nay bao gồm những món tráng miệng như bánh sô-cô-la kết hợp bánh quế, kem vani đi kèm với dâu tây cắt nhuyễn và rất nhiều loại bánh ngọt khác. Kết đang hơ lở một khay bánh trứng, vừa quay sang thì Nick đã đứng cạnh lúc nào không hay.
Hai người bắt tay vào trang trí món bánh nhưng nữ đầu bếp nhanh chóng bỏ đi vào kho vì không tài nào ưa bản mặt của anh phụ bếp. Nick theo sau bảo với cô rằng nếu không thích anh ở đây thì anh sẵn sàng rời đi để cô không phải khó chịu. Dù cho các đồng nghiệp và thậm chí là bà chủ năn nỉ Nick ở lại, nhưng anh sẽ không làm thế trừ khi kết cho phép. Thế là cô nàng cũng phải miễn cưỡng chấp nhận giữ anh lại. Hôm sau nữ chính dắt dâu đến nhà hàng chơi, trong lúc Kết đang làm việc thì Nick đến bên cạnh và đưa dâu cho cô bé lặt. Sau đó anh nấu món mì Ý rồi ngồi cạnh dâu và ăn một cách ngon lành. Điều này khiến cháu của Kết nhỏ cả dãi nhưng không dám xin vì Nick là người lạ. Hóa ra anh hiểu tâm lý của trẻ nhỏ nên ăn trước rồi giả vờ bận rộn và đưa đĩa mì cho dâu giữ. Cảm thấy đồ ăn an toàn nên cô bé ăn ngấu nghiến vì mấy ngày nay chưa ăn gì. Khi Kết quay lại nhìn thấy cháu mình đã chịu ăn thì rất bất ngờ và nở một nụ cười biết ơn với Nick. Đến giờ tan ca của mọi người thì dâu đã ngủ ngon trong phòng của nữ chính từ lúc nào. Sáng ngày hôm sau trong lúc Kết đang lựa các loại củ quả thì cô đồng nghiệp vỡ nước ối. Nữ chính tức tốc chuẩn bị đồ và gọi cảnh sát để hỗ trợ đưa bà bầu đến bệnh viện. Điều đó khiến cô quên cả việc đón dâu ở trường. Cô bé giận dỗi bỏ lên xe taxi và cũng không thèm nói lời nào với dì của mình lúc về nhà. Kết bước vào phòng dụ ngọt rằng cháu gái sẽ có bất cứ thứ gì mình thích với điều kiện hãy tha lỗi cho cô. Dâu cũng là một cô bé rất hiểu chuyện nên không vòi vĩnh vật chất mà chỉ muốn phụ dì mình trong bếp nhà hàng. Cô bé bắt đầu với việc cơ bản nhất là bào vỏ củ măng, nhưng lại tiện tay bóc vạch quả nấm đen người thử và vứt sọt rác vì tưởng chúng đã bị thối. Nhóc không biết rằng nó đang ném vàng qua cửa sổ. Nữ chính quay lại tìm một hồi mới biết nấm đen ở trong thùng rác bèn uất ức mà nhặt lên. Sau đó Nick hướng dẫn cô bé cách chọn khoai tây và nêm nếm gia vị trong lúc anh chuẩn bị đồ ăn trưa cho mọi người. Không biết là do anh phụ bếp xúi hay vì dâu có cảm tình với anh mà cô bé nói với Kết rằng mình muốn ăn tối cùng dì và chú Nick. Ngày hôm sau anh chàng mua nguyên liệu tới và dâu cũng chạy ra mở cửa như đã hẹn nhau từ trước. Sau đó hai chú cháu bắt tay vào việc cuốn bột để làm pizza. Anh còn chỉ dâu chơi trò tung hứng cục bột trông rất nghệ. Bữa tối đặc biệt cuối cùng đã xong và ba người ngồi dưới căn lều tự chế của cô bé vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Họ còn chơi trò vít que rồi đổi hình bắt chữ. Trông ba người không khác gì một gia đình hạnh phúc cả. Đến khi Nick với dâu đang ngủ ngon giấc vào phòng thì Kết nhận ra mình đã phải lòng anh chàng vừa tinh tế vừa tốt bụng này. Nick kể rằng anh học nghề nấu nướng khi vác ba lô đi du lịch bụi ở Ý vào tuổi 18. Tại đó anh phụ bếp đã yêu con gái của một chủ nhà hàng. Lúc đầu cô gái đó bảo với bố mình rằng họ chỉ là bạn nên ông nhận anh và làm và chuyển hết nghề nấu nướng cho. Nhưng đến một ngày người bố phát hiện ra họ đang quen nhau rồi hậu quả là Nick bị tống cổ ra khỏi nhà hàng. Quay trở lại với thực tại, nam chính đã chuẩn bị một hộp bánh kem từ sáng và giờ là lúc cả hai cùng thưởng thức. Khi anh ghé mặt sát vào nữ đầu bếp thì cô cũng chuẩn bị nhắm mắt hưởng thụ, nhưng không ngờ Nick đang cố lấy áo khoác của mình để ở phía sau lưng cô. Một ngày đến trường bình thường của dâu nhưng Kết đã được hiệu trưởng mời vào phòng uống trà vì cháu gái cô ngủ rất nhiều trong lớp. Cô gái kể với bạn rằng mình làm phụ tá trong bếp của Kết nên rất mệt và cần nghỉ ngơi. Thế là nữ chính khuyên cháu gái mình nên ở nhà học bài nghỉ ngơi chứ đừng đến nhà hàng phụ bếp nữa. Dâu hiểu lầm rằng dì không muốn mình ở đó và làm phiền mọi người nữa nên đã lao thẳng ra đường mặc cho xe cộ rất đông đúc. Khi trở về nhà thì Kết phải nhờ anh hàng xóm trông nom dùng cháu mình. Lúc này cô còn phải bận bịu ở nhà hàng cả ngày. Còn về phía tình cảm của cô và Nick, dường như nữ chính đã yêu anh chàng tử tế này mất rồi. Hai người đã uống rượu rồi ăn tối cùng nhau trong bếp nhà hàng. Sau đó Nick đưa nữ chính về nhà. Trong lúc Kết đang luyên thuyên về anh hàng xóm tốt bụng đã giúp cô trông nom dâu thì Nick không nói gì mà chỉ đặt một nụ hôn lên môi bếp trưởng rồi rời đi. Đến giữa khuya Kết phát hiện cháu mình vẫn còn thức và đang xem cuốn băng ghi hình của hai mẹ con dâu. Cô đến bên cạnh và ôm dâu vào lòng rồi hai người ngủ một giấc tới sáng. Thế rồi cháu thì cúp học, dì thì nghỉ làm để ở nhà chơi cờ tỷ phú cùng nhau. Họ còn cầm gối ngủ rượt nhau chạy khắp nhà. Ở nhà hàng Nick phải đảm đương trách nhiệm của bếp trưởng và anh đang làm rất tốt điều đó. Sau khi hoàn thành công việc, anh chàng liền tới nhà của người yêu và cho cô nếm thử món mới. Đó là món cháo lưỡi truyền thống được nấu cùng lò than 69 độ. Sáng hôm sau Nick công khai mối quan hệ cho dâu biết. Anh chủ động hôn dì trước mặt cô bé rồi họ dẫn nhau đi chụp hình và mua nguyên liệu nấu ăn cùng nhau. Tuy nhiên hạnh phúc không kéo dài được bao lâu khi chủ nhà hàng cứ gọi tên Nick dù đó là thực đơn mới, rượu mới và cả khách hàng cũng muốn gặp anh để chào hỏi. Việc này đã chạm tới lòng tự ái của Kết khiến hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Nữ bếp trưởng đã có những lời không hay với Nick khiến anh bỏ đi mà không biết rằng anh vì cô mà đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị của chủ nhà hàng về việc thay thế vị trí của Kết. Sau đó Kết bắt đầu phỏng vấn tuyển trợ lý cho mình nhưng không ai phù hợp cả. Buổi tối nọ dâu hỏi Kết tại sao mấy ngày nay chú Nick không ghé chơi. Kết trả lời rằng họ đang chiến tranh lạnh nhưng lý do gì thì dâu không nên biết thì hơn. Thế là cô bé lại giận dỗi bỏ vào phòng mặc kệ chuyện người lớn. Sáng hôm sau Kết thức dậy chuẩn bị chở cháu mình đến trường nhưng cô bé đã bỏ nhà ra đi trong đêm. Nữ chính chạy một mạch đến trường để tìm nhưng không thấy cháu mình đâu. Không còn cách nào khác cô liền gọi cho Nick để hai người hợp sức tìm dâu. Hóa ra cô bé đã đi tới mộ của mẹ mình và ngồi đó cả buổi sáng. Sau khi đưa cả hai dì cháu về thì nam chính cũng nói với Kết rằng anh đã nhận việc ở San Francisco rồi rời đi. Khi nữ đầu bếp trở lại làm việc, có một tên khách cứ năng nặc đòi ăn bít tách càng tái càng tốt.
nữ chính dù đã giám sát việc chế biến thịt bò 2 lần nhưng không lần nào hắn ta ưng ý, tính cách cộc lốc lại trỗi dậy, kết xách nguyên miếng thịt bò sống ra để trước mặt tên khách âm binh rồi rút luôn khăn trà bàn của hắn, sau đó cô đi một mạch ra cửa và gọi taxi về. Khách hàng thân thiết của nhà hàng dường như đã quá quen với tính bốc đồng của bếp trưởng nên chỉ biết vỗ tay hoan hô. Tiếp theo nữ chính vác nồi súp nấm sang nhà của Nick để cho anh nếm thử và năn nỉ anh đừng đi San Francisco. Thế là cặp bài trùng lại tái xuất giang hồ rồi mở một nhà hàng riêng cho mình. Không đặt trước là bộ phim hay với diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên nhất là nữ chính. Cô đã diễn tả được hết tâm trạng của một người phụ nữ thành công trong công việc nhưng lại bế tắc trong việc đi tìm hạnh phúc cho chính mình. Nhưng đường tình duyên mà quên đi qua con đường dạ dày là thua ngay từ vòng gửi xe rồi nha các bạn.